Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel sửa chữa Bình Thịnh ha. Tiếp tục những chuỗi ngày làm việc tại nhà. Hôm nay hình này anh nói với anh em một chủ đề ha, đó là sửa iPhone 11 Pro Max. Con 11 Pro Max hiện tại bây giờ sắp tới anh nghĩ là sẽ là một trong những cái dòng iPhone được ưa chuộng và được săn đón trong rất rất nhiều năm nữa, bởi vì đây là một trong những dòng iPhone ổn định. Đó, thiết kế đẹp và cái độ hoàn thiện, cái độ trâu của nó đã được kiểm chứng. Đó. Trước mặt anh em đây, hôm nay Thịnh sẽ nói về công tác sửa chiếc iPhone 11 Pro Max này. Cụ thể là nó bị va đập rất là nặng, máy đập ha. Thì anh khách này anh mang đến cho Thịnh trong tình trạng là một cái máy anh đã đập bể nát, anh bung rời được ra hết rồi. Nói chung là nhìn cái máy nó thật là ban đầu mình nhìn mình cũng ngán luôn. Tại vì sao? Bởi vì trong cái mùa dịch này, một cái máy bị nặng như vậy thì sẽ rất là khó khăn và hạn chế trong quá trình xử lý. Bởi vì sao? Nó bị hạn chế về mua linh kiện khó nè. Đó rồi, thiếu thốn thiết bị nè. Đó, không có được ra cửa hàng nên là mình phải cố gắng hết sức mới hoàn thành được cái ca này, và mất cũng mấy ngày trời ha. Đó, thôi thì cũng rất là vui vì máy đã hoàn tất cái quá trình sửa chữa rồi. Bây giờ sửa những cái gì và những kiến thức nào quan trọng để anh em ở vị trí người dùng anh em cần được trang bị, mình sẽ nói ngay sau đây. Ở đây chúng ta cùng coi trước về cái độ đập, gọi là cái độ đập của cái máy này. Thì đây là cái khung sườn vỏ, hình đã thấy anh em thấy nó cong không, nó lượng không. Đó, anh em nhìn ha, nên em thấy cái độ uốn lượn nó như thế nào. Thậm chí Thịnh đã mở cái nắp lưng này ra, Thịnh định cố thay cái nắp lưng cho anh để tiết kiệm chi phí, nhưng mà cái vỏ này quá là rủi ro, nó biến dạng quá nhiều. Khi mà rủi ro là gì? Khi mà chúng ta cố gắng chúng ta ráp linh kiện lại vào một trong một cái bộ vỏ kinh như thế này, thì lúc mà chúng ta, thứ nhất là nó sẽ gây hại cho những cái bộ phận linh kiện, và thứ hai là khi mà chúng ta ép cái màn hình xuống á, chúng ta cố dán cái màn hình xuống á, nó có thể dẫn đến rủi ro nó hư màn hình. Đây là cái bộ màn hình của anh em nhìn nha. Đó, nó bể nát luôn. Màn hình zin theo máy á, bể nát bét luôn. Cái màn hình của iPhone từ X trở lên là một trong những cái bộ màn hình mà nó có cái bộ khung ron rất là chắc chắn, cái bộ khung thép nè. Nó bảo vệ màn hình rất là chắc chắn, mà đập mà nó cong queo như vậy anh em cũng tưởng tượng được cái sức đập nó lớn như thế nào. Đó. Vậy thì Thịnh muốn nói với anh em bây giờ, đối với một cái máy mà gặp phải cái tình trạng mà va đập mạnh như thế này thì chúng ta nên làm gì? Anh em đừng bao giờ anh em vội kết luận là máy đó cần sửa những cái gì. Ví dụ như anh em bật lên, anh em thấy nó còn lên nguồn, màn hình đội bể ha. Anh em nghĩ là đi thay màn hình. Anh em mang máy đến, anh em yêu cầu thay màn hình. Đó, thì Thịnh xin thưa với anh em là rủi ro rất là lớn. Nếu những đơn vị nào họ chuyên và sửa chữa, họ có kinh nghiệm và họ có tâm, họ sẽ tư vấn kỹ lưỡng cho anh em rằng cái máy này có thể anh thay màn hình về, nó sẽ phát sinh ra rất nhiều lỗi. Vậy anh nên là như thế nào? Anh em nên là kiểm tra, xử lý và test thật là kỹ rồi chúng ta mới tiến hành thay thế, chứ chúng ta đừng yêu cầu làm theo yêu cầu. Có nghĩa ví dụ mà anh em đem đến những cơ sở mà họ chỉ nhận làm theo yêu cầu anh em cơ thay màn hình, đúng không? Rồi họ báo giá màn hình, sau đó họ gắn cái màn hình vô, anh em đem về xài, nó phát sinh ra lỗi này, phát sinh ra lỗi kia, chúng ta quay lại chúng ta sửa tiếp. Đó. Nhưng mà cái rủi ro mà lớn nhất là gì anh em biết không? Có nghĩa là nhiều khi nó quay, khi mà chúng ta quay là chúng ta sửa lại sửa không được. Một cái máy va đập quá mạnh khi đó chúng ta, nó phát sinh lên lỗi ở trên main và chúng ta quay lại sửa thì không có khả năng sửa chữa, đơn vị đó họ sửa không được, hoặc là cái máy thật sự là không thể sửa nổi. Ví dụ main cong quá nhiều thì lúc này chúng ta tốn tiền bộ màn hình mà chúng ta cũng không có máy xài luôn. Đó là cái rủi ro anh em ở vị trí người dùng, anh em phải né ra. Khi mà anh em gặp cái máy mà anh em thấy máy đã va đập mạnh như thế này thì anh em hình dung màn hình nó đã nát như thế này, bộ này là bộ vỏ khung đó, nó cứng nhắc luôn ha. Đó, mà nó cong queo, nó uốn lượn ở nè, nó gãy cái sườn ở đây luôn nè, thì những cái bộ phận linh kiện như mainboard, như pin, như camera đồ các kiểu bên trong nó còn chịu tác động như thế nào, nhất là cái phần main xử lý rất là phức tạp. Đó, chúng ta sẽ đưa cho những cái cơ sở mà chuyên về sửa iPhone để họ kiểm tra lại tổng quát hết, và họ sẽ đề xuất ra cho chúng ta làm những cái gì, thay thế những cái gì. Dựa trên cái cơ sở đó chúng ta thấy mức giá đó hợp lý đó, so với cái việc mà mua mới một chiếc 11 Pro Max, thì chúng ta tiến hành chúng ta sửa chữa. Và khi đó chúng ta sẽ đạt được cái gì? Chúng ta đạt được cái sự gọi là cái sự trách nhiệm của cái đơn vị sửa chữa. Có nghĩa là tôi đã giao cho anh gọi là xử lý toàn bộ cái máy đó, anh báo ra mức giá đó thì anh phải chắc chắn rằng sau khi tôi thay và tôi phải xài được, anh phải bảo hành cho tôi. Đó, anh em sẽ được đảm bảo. Đó là cái
cái mẹo và cái lưu ý của chúng ta. Không phải chúng ta cầm lên chúng ta thấy nó màn hình nó bể mà còn nguồn thì chúng ta đem đi thay màn hình không. Anh em nghĩ làm như vậy là nó tiết kiệm, nhưng mà làm như vậy vô hình chung anh em quay về anh em sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu mà cơ sở đó họ tư vấn không kỹ. Rồi bây giờ cái máy này chúng ta nói về cái mức độ hoàn thiện của nó để chúng ta biết qua một số cái vấn đề trong cái công tác thay màn hình và thay vỏ cho 11 Pro Max luôn. Thì giờ ngoại quan thì hình làm cái gì, hình thay một bộ màn hình và thay một bộ vỏ cho chiếc 11 Pro Max này. Màn hình này hình thay là màn hình zin đã qua sử dụng, nó rẻ hơn được bộ màn hình zin mới khoảng 1 triệu mấy để tiết kiệm chi phí cho anh. Và thứ hai đó là hình thay một bộ vỏ. Bộ vỏ này là bộ vỏ zin. Đó, bộ vỏ zin nha. Nó rất là tinh xảo. Đó, anh em nhìn cái độ hoàn thiện sau khi mà hình đã lắp ráp. Nó len keng và nó khít, nó đều, nó đẹp giống như cái nắp lưng nè. Chúng ta rờ ở những cái cạnh nó rất là êm. Cái vỏ zin chúng ta rờ nó rất là êm tay. Còn ví dụ như cái nắp lưng mà thay rồi á, anh em rờ thường nó có cái độ cộm. Một số nơi họ thay khéo á thì nó ít cộm hơn, nhưng mà nếu mà anh em đã được cầm một cái vỏ zin rồi và anh em cầm qua cái nắp thay thì anh em cũng sẽ phân biệt được là cái nắp đã bị thay ha. Đó, nếu mà anh em có một cái trên tay để anh em so sánh là chắc chắn dù khéo cỡ nào anh em cũng cảm nhận được hết. Đó, rồi kế đến cái màn hình. Cái màn hình này để mà lắp ráp làm sao cho nó chuẩn và nó đảm bảo được cái khả năng kháng nước, đó là chúng ta phải sử dụng một cái lớp keo ron xịn, keo ron zin á. Chúng ta dán, chúng ta đi ở xung quanh này thì khi chúng ta ốp cái màn hình này xuống nó sẽ rất là khít, với cái vỏ nó không còn cái tình trạng mà phập phèo. Đó, chúng ta bóp nè, không có phập phèo ha. Đó thì nó sẽ rất là khít và cái độ hoàn thiện của máy nó rất cao. Máy này hình đã test ok tất cả mọi tính năng rồi, từ nghe gọi sim sóng, wifi, camera ha, rồi loa, rung, chuông, mic, sạc, Face ID full hết rồi. Và trưa nay anh sẽ ghé lấy máy. Đó, vậy thì chúng ta ở đây hình có một chia sẻ nữa cho anh em, đó là anh em nào mà đang sử dụng những cái dòng máy iPhone thế hệ cao sau này nói chung và đặc biệt là như con 11 Pro Max này nói riêng, đó là cái việc mà sửa chữa về sau này thật sự nó rất là phức tạp, nó đòi hỏi rất là nhiều thiết bị hỗ trợ luôn. Đó, như thay cục pin của iPhone mà XS trở lại về sau bây giờ còn phải có bóc để đọc cáp pin rồi để chép dữ liệu qua, nói chung nó đòi hỏi rất là nhiều dụng cụ hỗ trợ ha. Đó, và cái kỹ năng của người thợ, cái kinh nghiệm, những cái ban bệnh bây giờ nó nhiều, rất là nhiều. Nó không có đơn giản như ngày xưa. Ví dụ như ngày xưa từ 5S đổ về mọi thứ, thậm chí iPhone 6, 6 Plus này nọ, mọi thứ xử lý nó còn khá là đơn giản. Nếu mà so với bây giờ, cái độ phức tạp của sửa iPhone hiện tại nó gần như là gấp đôi rồi so với ngày xưa. Nên là anh em cố gắng để mà anh em đạt được cái hiệu quả sửa chữa tốt nhất, anh em phải tìm đến những cái nơi mà chuyên về sửa iPhone á, không nhất thiết phải mang qua Thịnh đó, mà anh em có đưa đi đâu anh em phải tìm những cái nơi chuyên. Anh em đừng có cái chỗ này gần nhà hoặc là này người quen đưa người ta coi thử đó. Cái quan trọng đó là họ phải xử lý đúng để tránh cái tình trạng á, là những cái bo mạch điện tử khi mà chúng ta làm sai có thể nó đi rất là xa. Đó, ví dụ chúng ta khò một con chip đó, chúng ta không hiểu về nó, chúng ta khò lên làm đứt mạch in ở dưới à, có thể nó làm hư luôn một cái bo mạch nữa. Rồi cái người thợ tiếp theo họ phải câu kéo lại, hoặc cái trường hợp mà nặng á, đôi khi hình mở một số cái máy ra, mở ra thấy sửa sao mà gãy mất tiêu một đoạn main của người ta luôn, có thể cái cách tháo ráp không đúng cách đó. Anh em cố gắng những cái máy này phải tìm đến những nơi chuyên để mà đạt được cái hiệu quả sửa chữa cho nó tối ưu. Bởi vì sửa chữa nó chỉ mà gọi là hữu ích nhất cho mình khi mà nó vừa tiết kiệm chi phí mà nó phải vừa xài máy, nó phải vừa bền vừa ổn định nữa. Chúng ta tiết kiệm chi phí mà chúng ta sửa nó hư tới hư lui, trục trặc tới luôn, chúng ta đi tới đi lui hoài luôn, mất thời gian đó, mất công việc, thời gian bây giờ là vàng bạc mà, chúng ta cứ phải xử lý đi vòng tới vòng lui đi sửa cái điện thoại hoài thì nó vô cùng là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình. Trời, ok, bây giờ hình nói tổng kết lại về vấn đề hôm nay. Hình muốn nói với anh em sửa một chiếc iPhone 11 Pro Max nó sẽ gặp chủ đạo là vấn đề về phần cứng. Phần mềm trên iPhone rất đơn giản, phần mềm trên iPhone ví dụ chăng nó có lỗi thì chúng ta chỉ cần cắm máy chúng ta restore lại, hoặc là máy còn ở đây thì chúng ta update lên, update online trực tiếp từ máy lên, nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà thế giới sửa chữa phần cứng của iPhone nó vô cùng nhiều lỗi, ví dụ sửa mất sóng, mất nguồn, mất wifi, lỗi sạc ha,
thay pin, thay màn hình, thay mặt kính, thay nắp lưng, thay vỏ, nó rất là nhiều, vô vàng luôn, sửa Face ID. Thì mỗi một cái lĩnh vực sửa chữa phần cứng á, nó sẽ chia ra. Ví dụ như những cái lĩnh vực mang tính chất là thay thế linh kiện đơn thuần, ví dụ như thay cái màn hình, thay cái camera, thay cục pin. Nhưng mà thay cục pin bây giờ như hình nó cũng rất là phức tạp đó. Và những cái nó mang tính chất về sửa chữa điện tử về mặt thì chúng ta lại yêu cầu trình độ cực kỳ cao nữa. Đó là cụ thể là sửa chữa trên mainboard đó. Khi mà cho anh em đem máy vào trung tâm bảo hành chính hãng thì chắc chắn họ sẽ thay mới hết. Đó là giải pháp vô cùng chất lượng. Nhưng mà chúng ta bị đánh đổi hai vấn đề. Thứ nhất là giá cả nó sẽ rất là cao đó. Có nhiều anh em mang máy vào, anh em nói lại với Thịnh là họ nói là giờ bù tiền đổi nguyên cái máy khác luôn. Nhưng mà thật sự cái giá bù là vô cùng cao đó. Nên là đôi khi là chúng ta không tiếp cận được những cái dịch vụ ở hãng. Và thứ hai là nếu mà chúng ta hay như vậy thì chúng ta mất dữ liệu. Đó, như cái máy này sửa lên nè, anh em thấy không, dữ liệu còn nguyên vẹn, không mất một cái phần dữ liệu nào hết. Đó, vấn đề dữ liệu bây giờ quan trọng lắm, chứ đâu phải là như ngày xưa mà máy đưa vô hãng là cứ đưa ra là cái máy trắng. Bây giờ rất nhiều anh em là bằng mọi giá phải giữ được dữ liệu. Điện thoại bây giờ nó vô cùng quan trọng ở cái hạng mục dữ liệu rồi. Thì chúng ta sửa chữa chất lượng thì chúng ta sẽ giữ được dữ liệu như thế này đây. Ok anh em ha. Đó là như vậy, những cái vấn đề xung quanh sửa chữa 11 Pro Max. Thì nếu mà anh em gặp những cái thắc mắc, anh em muốn biết là cái hướng xử lý đối với máy mình như thế nào, anh em cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh, bởi vì bên Thịnh sửa chữa iPhone rất là nhiều rồi. Đó, nên là Thịnh gặp ra qua vô vàng, nói thật là vô vàng trường hợp. Và những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm tích lũy được rất là tốt trong suốt gần cả 10 năm qua rồi ha. Nên là sẽ sẵn sàng chia sẻ với anh em và những cái phương hướng như thế nào, tư vấn cho anh em để có cái cách giải quyết làm sao để anh em nhanh chóng phục hồi và đưa máy về cái trạng thái tốt nhất. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi video clip nha. Nếu có gì thắc mắc cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh. Chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.